Xin chào các bạn ha, chúng ta gặp nhau đầu mình là Tùng Dũ Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái góc nhìn về thị trường quán nét hiện nay Đó có phải là thị trường bong bóng và mọi người đang bị phô mua quá nhiều hay không? Thì sáng nay thì mình có nhắn tin cho khách hàng của mình Thì tròn một tháng rồi mà Thì mình mới hỏi là tổng kết một tháng vừa rồi á, doanh thu được bao nhiêu Và cảm thấy như thế nào thì bạn này thì bạn gửi cho mình cái doanh thu, tổng doanh thu là một tháng vừa rồi á Quán net 40 máy là được hơn 100 triệu Thì chia ra trung bình thì đúng như sách giáo khoa học Thì trung bình 8 tiếng rồi tiền dịch vụ bằng một, bằng 30% tiền giờ chơi Thì mình kêu là ồ tháng đầu làm vậy là quá ok rồi Tháng sau cố gắng tăng doanh thu thêm nha Rồi lúc đó thì cậu này cậu kể là Mình đang ở quê thì mở quán net ở Hà Nội mà thì bây giờ mình đang về quê cưới vợ và cái cái dự định của cậu này á cũng đã nói trước cho mình rồi lúc mà mình gặp ở Hà Nội ấy, là cậu bảo là à, tháng tới thì mình có cưới vợ thì mình cũng tính là lấy sụp giấy tiền mừng á cho bố nó mở một quán ở quê bởi vì mình thấy ở quê mình cũng chưa có nhiều quán thế là khi cậu này cậu về quê mọi người à ở quê ở đây có nghĩa là ở nghệ an mọi người thì bắt đầu cậu bảo là một tuần này về mình về chuẩn bị chuẩn bị cưới á rồi mình ngồi một tuần một tuần ở cái quán đó mới mở từ tháng 10 được một tháng rồi mà trong vòng một tuần mình hay ngồi từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm và các bạn các bạn biết là cái lượng khách như nào không 1 trên 30 ngày nào cũng như ngày nào thế bắt đầu cậu bảo cậu bắt đầu câu hỏi mình là bảo là Tùng tại sao nó lại ế như vậy Tùng hả Thế mình bắt đầu mình mình kêu là và thấy bảo bữa nay nhiều quán mở ghế không biết sao họ lại mở nhiều Thế mình bắt đầu mình mình kêu là ok bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích nha Thì như mình đã chia sẻ ở những clip trước á thì bây giờ là thị trường nó đang đi xuống một kinh tế khó khăn Thì rất nhiều người họ đang muốn chuyển dịch ngành kinh doanh cũng như là muốn chuyển nghề thì cái khả dĩ nhất thì họ thấy là, là tất cả mọi người đang đổ xô đi làm đi làm nét thì họ bắt đầu họ mở thôi nhưng mà khi họ mở thì họ lại thiếu kiến thức Rồi thiếu kinh nghiệm này Nên thành ra là khi mà đi vào thực chiến thì nó lại như vậy đấy mọi người Rồi bạn quay về cái trường hợp của cái quán nghe mọi người Thì bạn này bạn chụp ảnh cho mình đó, từ ngoài vào trong Thì mình thấy, ồ, này quán nét Vậy mà để co đẹp đó mọi người Nhưng mà khi đi vào trong mọi người Thì mình bị bất ngờ bởi cái gì bạn biết không mình thấy quán này hơn ba mươi máy mà mình thấy là dãy riêng riêng cái phòng mà làm phòng ghế đôi ấy, mọi người mình khá khá là ác cả thú thực với bạn mọi người như vậy mọi người mình là khá là ác cả bởi vì nếu các bạn là xem xem clip mình nhiều mình thấy được là, là phòng đôi á là phòng riêng tư đúng không và thứ hai ấy, là chúng ta không phải là để gọi là búp bích như vậy ngồi nó rất rất là chướng mà khi các bạn giả giả dụ nha giả dụ là các bạn ngồi gọi là phun hết những máy lẻ cái đi thì bắt đầu là còn lại những cái ghế đôi như vậy á thì các bạn tự hỏi là những người lẻ họ ngồi họ đến trước ngồi trước rồi những người sau họ vô ngồi họ cảm giác thấy ngại không ngại ngùng vô cùng đúng không ví dụ nữ này nữ thì càng khó hơn đúng không rồi uh, bắt đầu mình mình mới lên google mình gõ tên của cái quán no ra mọi người mình không thấy không hề thấy bất kỳ một thông tin nào về quán đó không địa chỉ Google này không fanpage này tất cả đều không có thông tin hết trong vòng một tháng mọi người mà các bạn biết rồi bây giờ ngành này kinh doanh bất kể ngành nghề nào thôi marketing truyền thông rồi sự hiện diện của mình trên mạng xã hội đây mở chắc chắn là mở theo kiểu truyền thống rồi và cứ nghĩ mở ra là 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 tại sao lại không có khách thì bắt đầu mình ngồi phân tích ra bắt đầu cậu này cậu bảo ừ ha đúng bởi vì không có lý do nào cậu này cũng gọi là cậu này cũng kinh doanh bằng mọi người thì bắt đầu cậu thấy bởi vì cậu mở ở hà nội cậu thấy ok nhưng mà về quê tại sao cái quán nó mới mở trong vòng một tháng mà ế như vậy được về chơi một tuần mà kêu trong vòng từ 7 giờ đến 12 giờ chỉ có một mình cậu ấy trong trong quán nó khá là 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 là, là thấy bị 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 nhiều uh, à? bị uh, run mọi người à? đúng không bởi vì mình đang hứng khởi lấy niềm năng lượng ở mở quán ở Hà Nội sang đang gọi là khá ok về muốn mở quán ở gần nhà thì thấy thằng cái cái quán mở trước nó lại nó lại ế như vậy á thì bắt đầu run liền đúng không? thì bây giờ chúng ta phải đặt bài toán là vì sao mọi người á khá là vì sao nó lại ế như vậy thì qua những thứ mà mình phân tích cơ bản thì cậu bắt đầu công nhận thấy ừ có này khả khá là thiếu đầu tư rất nhiều về decor mọi người nhìn đẹp lắm mọi người nhìn từ cái ngoài cửa là thấy được cái phong cách nghiêm minh rồi nhưng mà ở đây họ lại làm theo lối cũ rồi họ không có biết thứ mà khách hàng cần chưa kể mọi người á thấy bảo là đâu đó là cái quán đó, nó lại gần ở gần trường mọi người gần trường mà không có khách thì chứng tỏ là họ làm dở thôi và trong cái thời điểm bây giờ mà nếu mà bạn mở ra mà trong một tháng đầu mà bạn không tập trung vào mà bạn kiếm khách á là các bạn đi luôn mọi người á. Và hiện nay có rất nhiều trường hợp mọi người Những quán mở ra sau Họ cũng như vậy Và họ bị những đối thủ Bắt tay với nhau Để có sao Để dìm luôn con nó xuống mọi người Các bạn ha Mặc dù những quán đó trước giờ là đối thủ với nhau ấy, mọi người ha Họ không liên quan gì đến nhau Nhưng mà khi một đối thủ khác mở ra sau Lớn hơn, mạnh hơn Nhưng mà làm yếu hơn Thế là hai cái quán này nó bắt tay nhau Trên cùng một tuyến đường đó mọi người không phải đơn giản đâu. Cuộc cạnh tranh càng ngày càng ghét. Và ai mà kiểu như là họ không có tìm hiểu kỹ rồi, họ không biết cách vận hành á, là dễ đi. Đảm bảo bạn luôn mọi người ha. Ngay cả chiều nay, cái bạn một bạn quản lý ở quán nét của khách hàng mình ấy kể anh ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời em, kiểu như là đợt vừa rồi là camera nó bị hỏng, thế em đi sửa, sửa xong rồi là nhân viên của em ạ nó không biết nó tưởng là uh, gì à? nó tưởng là cam chưa chưa sửa thế là hôm đó là em tối em bắt đầu em ngồi sau camera thì thấy nhân viên của em nó 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 xem quán như nhà nó dẫn bạn của nó về về quán ngồi ngay bởi vì tôi gần nhậu em thì không dám nói anh chủ bởi vì anh chủ anh nóng tính là sợ anh làm làm lớn đó thì em dựa vào đó em bảo em cho mình việc luôn chứ thế này là không thể chấp nhận được không hiểu trong đầu nghĩ gì mọi người bởi vì mẹ quán học kinh doanh bao giờ ông tự nhiên ông dẫn bạn bè về dẫn về nhậu ngay trong quán nhìn được không quá là ghê mọi người ạ vậy nên thì mình luôn luôn nhắc lại chúng ta đừng bị phô mô và chúng ta phải nhìn nhận vấn đề cũ không phải ai mở nét cũng gọi là kinh doanh thành công kiếm tiền nó không dễ như vậy đâu vì vậy các bạn cần phải nghiêm túc và chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian này nếu bạn nào thực sự muốn mở nét mọi người ạ đó là lời khuyên của mình ngày hôm nay thì bạn nào có thắc mắc gì cứ nhắn tin mình qua zalo 0973963268 xin chào và hẹn gặp lại